Tri ân những chiến sĩ C-42 anh hùng. Phần 1. Cuộc chiến đấu tại giải pháo đài Đồng Đăng. Sáng ngày 17 tháng 2 năm 79 thì lúc ấy gia đình tôi là có hai nơi, một nơi là trong quê, tức là làng Pá Phiêng mà ngày xưa cái C-42 các anh ấy chưa làm doanh trại, các anh đóng quân ở đấy, và ông bà thân sinh có làm một cái nhà ra bên ngoài này, ngay dưới chân đồi này. Lúc còn đang ngủ trên giường đã thấy pháo bắn mà khắp nơi đất đá, tiếng nổ các thứ hỗn độn lắm. Thế thì theo gia đình ở bên ngoài này thì khác sơ tán theo một đường. Còn tôi thì ở bên này thì cũng là bên trong làng ấy, trong quê của các cụ nội ấy, thì lại sơ tán đi theo đường khác. Cho nên là cũng trong cái buổi sáng mới là chạy vào trong hang đá rồi. Và sau đấy thì hầu như là không biết gì nữa. Tại vì lúc ấy rất là sợ, nó rất là sợ. Tại vì nó chiến tranh nó khủng khiếp lắm. Pháo nổ rồi, đất đá rồi, trâu bò lợn gà rồi, người chết nó khủng khiếp lắm. Không thể được. Đại khái cái tinh thần lúc ấy rất là hoảng loạn. Chỉ biết chạy thôi và chạy vào trong hang trú để tránh pháo thế thôi. Trên chiếc xe transit 16 chỗ, tôi đã đồng hành cùng các cựu chiến binh trung đoàn 12 rời Hà Nội hướng về pháo đài Đồng Đăng. Ngày mai 17 tháng 2 dương lịch, tức 21 tháng Giêng, 38 năm về trước, ngày 17 tháng 2 dương cũng tức là ngày 21 tháng Giêng âm. Cứ 19 năm lại có sự lặp lại một lần. Ngày 17 tháng 2, tức 21 tháng Giêng âm lịch, đã qua hai lần 19 năm như thế. Và đó chính là ngày tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới. Chiếc xe transit nhẫn nại dừng đón từng đoạn, từng đồng đội. Tôi quan sát, trừ 3 dân sự còn lại là 11 cựu chiến binh, trong đó có 7 chiến sĩ C-42. Khi đón thắng ở Gia Lâm, khu vực Cầu Chui, anh lên xe lầm lũi, một vẻ mặt khá buồn dù cố giấu. Anh nói như phân bua với đồng đội: buồn lắm, bọn Gia Lâm chết sạch rồi. Từ đó đến Đồng Đăng, Thắng hầu như không nói thêm câu nào. Cái phố Gia Lâm bé nhỏ, có tới 8 liệt sĩ thuộc C-42 trong những ngày tháng 2 năm ấy. Vào những ngày này, hương khói trong các gia đình hàng xóm, anh thật không thể nói cười. Trong suốt chuyến đi và cả lúc về, tôi lắng nghe câu chuyện của các chiến sĩ. Hình như ngay chính các anh cũng còn nhiều điểm chưa thống nhất với nhau. Họ tranh luận sôi nổi, kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. Cũng đúng thôi, bởi vì họ là những người trong cuộc. Chắp nối các sự kiện của những chiến sĩ có vẻ như một bức tranh khá đầy đủ về cuộc chiến tại pháo đài đã được phát ra. Trong khoảng tháng 7, tháng 8 năm 1978, C-42 được thành lập. Họ là những chàng trai Hà Nội, Hà Tây cũ, Thái Bình, Bắc Giang. Họ đóng quân tại bản Ba Phiêng. Sau đó trong một lần hành quân, nhận nhiệm vụ trấn thủ pháo đài Đồng Đăng, chốt giữ tại năm mỏm giải pháo đài từ mốc 16 ngã ba Cốc Nam, nay là cột mốc 1104. Thời gian này, quân Trung Quốc liên tục tạo những động tác giả, khiến ta báo động liên miên, tinh thần cảnh giác vì vậy có phần trễ nải. Khoảng thời gian từ 16 tháng 2, đại đội trưởng đi tập huấn. Lúc này, chính trị viên Bát chốt tại mỏm 1 Tiền Tiêu cùng trung đội trưởng Tụng, tiểu đội trưởng Hồng và vài chiến sĩ. Khi chiến sự xảy ra, các chiến sĩ đã rất hoảng sợ, lúng túng, họ không có chỉ huy. Đối với lực lượng siêu lớn của quân địch, trên mỗi quả đồi, mỏm chốt, ta chỉ có 6-7 người. Mỗi chiến sĩ đã phải sử dụng tới 3 hũ bắn thay cho đồng đội của mình. Mỏm 1, rồi mỏm 2, mỏm 3 nhanh chóng thất thủ.
chiến sĩ rút dần về cố thủ tại mỏm 4-5 gần pháo đài. Những chiến sĩ bị thương được đưa vào pháo đài chăm sóc. Đêm đến, trinh sát mang thực phẩm đến và đưa thương binh ra. Có cựu chiến binh nói rằng, khi anh ra khỏi pháo đài, trong đó chỉ còn có bộ đội, không có dân. Có người lại nói, có dân, gồm phụ nữ và trẻ em. Tôi cho rằng, pháo đài có nhiều phòng, họ đã nói đúng với tình trạng căn phòng mà họ có mặt. Một chị vợ công an biên phòng lên thăm chồng vào đêm 16, chị đã trở thành một hộ lý bất đắc dĩ trong pháo đài. Khi chồng chị bị thương, chị đã theo anh cùng trinh sát thoát khỏi pháo đài. Đó là câu chuyện tôi nghe các anh kể. Họ đặc biệt sôi nổi và khá chi tiết về các hành vi của mình trong giai đoạn phòng thủ tại pháo đài. Tuy nhiên, lại lúng túng, ngại ngần khi đứng trước ống kính. Họ hầu như không thể nói được gì khi được phỏng vấn. Trong câu chuyện của các cựu chiến binh, tôi mường tượng một chính trị viên bát liên tục vận động giữa các mỏm để chỉ huy, động viên, trấn an và hướng dẫn chiến sĩ chiến đấu. Anh là người duy nhất đã kinh qua chiến đấu, có kinh nghiệm và bản lĩnh khi đại đội trưởng vắng nhà. Hồng, người chiến đấu cận kề với bát, thường nhắc đến anh với một sự trân trọng. Khi bị sức ép ngất đi, tưởng anh đã hy sinh, bát ra lệnh cho đồng đội mang xác Hồng về, xếp vào hầm kèo. Chính điều đó đã cứu sống Hồng. Bát không trúng đạn, nhưng anh bị sức ép. Máu từ tai, miệng và mũi trào ra. Bát ngồi dựa lưng vào chiến hào. Anh đã ra đi khi cuộc chiến chỉ diễn ra trong vài giờ, trong tư thế của một chỉ huy dũng cảm. Từ trung đoàn bộ, đại trưởng Nam hối hả trở về chỉ huy đơn vị. Lúc này pháo đài đã nằm trong vòng vây. Anh đã phải làm một hành động ngược lại, đó là tìm cách chui vào vòng vây. Nam động viên toàn lực lượng chiến đấu. Tôi nhớ câu nói buồn bã của anh Hồng. Lúc này, đại đội trưởng thu nhặt tàn quân, tổ chức chiến đấu. Chúng tôi đã bắn cháy nhiều xe tăng, đẩy lùi nhiều đợt tấn công, nhưng thực sự là không thể lại được. Có lẽ anh vẫn day dứt khi giải pháo đài đã bị mất nhanh chóng trước sức mạnh của kẻ thù. Mỏ một duy nhất còn anh sống sót. Vào năm 2016, mấy anh em họ đã làm một tấm biển nhỏ gắn vào pháo đài, nơi có tấm nóc của lô cốt đổ, dòng chữ khiêm nhường mà chứa chan ân tình đồng đội. Pháo đài Đồng Đăng, nơi đây các chiến sĩ C-42 anh hùng đã chiến đấu và hy sinh tháng 2 năm 1979. Tôi nằm ở trên này, đây nằm ở cái cửa đây, nằm ngủ đây. Hoa quả đâu, đến đâu đây? Đây đây đây. Từ 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 từ. Cái cửa, chỉ cái cửa bạn. Từ 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 từ. Đây đây đây. 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 Nó có hai cái máy chám ở dưới. Xuyên là ở tầng 3 có hai cái máy chám ở đó. Mà hai cái dòng dọc mà có một tay tự nhiên 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 tự hôm nay anh em của C42, D4 E12, F3 chúng ta lên đây làm lễ tưởng niệm đến những đồng chí đã anh dũng hy sinh nằm xuống tại đây để bảo vệ tổ quốc. Ngày hôm nay anh em chúng ta là những người còn sống sót trở về, nhớ đến những đồng chí đồng đội, chúng ta lên làm lễ tưởng niệm. Xin các đồng chí một phút mặc niệm cho những người đã khuất. Bắt đầu. Thôi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 16 tháng 2 năm 2017, chúng tôi có mặt cùng với các cựu chiến binh của C42, đơn vị chủ công phòng thủ tại pháo đài Đồng Đăng. Và xin mời các bạn hãy chia sẻ câu chuyện cùng với các cựu chiến binh, những người lính còn sống sót sau cuộc chiến tranh 1979.
tôi là những người lính đầu tiên là quân chủ lực đấy, lên biên giới để bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc. Vào rạng sáng ngày 17 tháng 2 79 khoảng từ 4 giờ đến 4 giờ 30 ấy, thì quân Trung Quốc đã pháo kích sang đây. Đấy. Chúng tôi bị bất ngờ, nhưng với lòng yêu nước, chúng tôi đã chiến đấu kiên cường, đấy, giữ từng tất đất của Tổ quốc. Sau chúng tôi chiến đấu được vài ngày, vì chúng tôi bị bất ngờ cho nên cuộc chiến đấu xảy ra chúng tôi đã bị lui về phía sau. Thưa quý vị khán giả, tôi Lê Quốc Trung là chiến sĩ của C42, D4E12, F3, đoàn Sao Vàng. Chúng tôi là những người lên năm 78, chúng tôi đã lên chốt Tiền Tiêu để bảo vệ biên giới. Và đến tháng 2 năm 79 thì khi chiến sự xảy ra, chúng tôi là những người trực tiếp chiến đấu bảo vệ đất nước. Sau khi Trung Quốc dùng chiến dịch biển người và chúng tôi cầm cự được trong một thời gian ngắn thì buộc phải lui về, và với pháo đài Đồng Đăng thì địch không thể nào tiến được vào trong. Chúng đã dùng coi như vậy bộc phá, đánh sập cái cửa hầm chính và dùng chất hóa học phun vào trong pháo đài Đồng Đăng để hủy diệt. Và đến nay sau bao nhiêu năm chúng tôi cũng đã trở về già, nhớ đến anh em đồng đội đã mãi mãi nằm xuống mảnh đất này, không thể trở về được. Chúng tôi nhớ đến đồng đội và chúng tôi từ năm ngoái chúng tôi đã tổ chức lên làm những cái tấm bia kỷ niệm. Và hôm nay chúng tôi gần đến ngày có xảy ra chiến sự của năm 79, chúng tôi lại có điều kiện anh em tổ chức nhau lên để thắp cho đồng đội những nén hương, những người đã xấu số không thể coi như vậy là về được với gia đình bố mẹ. Ngày hôm nay chúng tôi lên thắp hương và tưởng nhớ đến các đồng chí đã mãi mãi nằm xuống trên mảnh đất biên cương của Tổ quốc. Bây giờ cái cửa hầm nào bị Trung Quốc đánh sập mất rồi. Đấy, cây cỏ đã mọc hết rồi. Đấy, chúng ta đang đứng đây là trên đỉnh cái pháo đài từ thời Pháp. Đấy. Thế bên tay phải tôi là thị trấn Đồng Đăng. Và những cái dãy núi kia là mốc 16. Đấy, Việt Nam với Trung Quốc mốc hữu nghị đấy. Đấy, cái mốc 16 ở kia. Trước kia trên đấy nó có một cái radar của Trung Quốc. Đấy. Thế còn thị trấn Đồng Đăng ngày xưa thì nó nhỏ bé thôi nhưng rất sầm uất. Thế còn kia là cái đường lên kia là cửa hữu nghị kìa. Đấy, Mục Nam Quan đấy. Khi mà Trung Quốc nó tràn sang đây thì nó sẽ bây giờ ấy, Trung Quốc sang đây nó đi cái khe của cái mốc 16 này cho cô này, cho cái mỏm 4 chúng tôi chốt đi này. Đấy, Cốc Nam đấy. Chúng nó đi qua khe Cốc Nam. Nhưng mà nói thật là Trung Quốc là nó đánh trộm, cho nên chúng tôi không chuẩn bị được cái gì cả. Đấy. Và chúng nó nghi binh rất giỏi, nó cứ lên rồi về, lên lại về bao nhiêu tháng thế. Đấy. Đấy. Đây là Trung Quốc là đi sang kia. Cái tầm độ 4 giờ đến 4 giờ 30 pháo kích, nó pháo sang khoảng 5 giờ thì là quân lính Trung Quốc ở bên này rồi. Cả tăng ở bên này đây, nó dưới cái thung lũng này cô này. Đấy, cái thung lũng ở cái chỗ cột anten vô tuyến xuống đấy. Đấy đấy đấy, ngay dưới đấy. Vâng, đấy chân đồi này. Đấy đấy đấy, tức là nó có một cái thung lũng. Thì khi mà dứt tiếng pháo là mình đã thấy là mờ sáng khoảng 5 giờ tôi đã nhìn thấy xe tăng rồi. Đấy. Thế sau đó chúng nó quay tháp pháo nên nó bắn vào cái đồi chỉ huy của tôi đây. Đấy. Đấy, bắn vào cái trên đỉnh cái đồi chỉ huy là dưới cái đồi này tí cả, qua đây. Cũng là trên cái vâng, trên chúng vẫn là cái dải núi này, vẫn là cái dải núi này đấy. Thế khoảng hơn 5 giờ nữa thì đã thấy lính bộ binh của Trung Quốc rồi. Đấy, nó đội mũ mềm này, tay mỗi một người lính là nó có một cái băng trắng ở đây. Đấy, nó đánh như phát xít Đức ấy. Đấy, nó đã bò, nó cứ thẳng lên, nó bò lên rồi. Vâng, khi lính Trung Quốc lên ấy, thì lúc đó là anh em chúng tôi cứ thế là tự chiến đấu. Đấy, chiến đấu cho nên là chúng nó coi như là chết chúng nó vẫn lên mà. Tức là nó có một cái thằng đợi chỉ huy sau, nó cứ giơ cái súng bắc khoạc này, nó cứ tả đấy. Đấy. Thế thì xong rồi là đánh nhau được một lúc thì chúng nó cũng dừng. Thì bên này là cái ga Đồng Đăng này. Tôi vẫn nhớ có cái tàu hỏa, nó cái tàu khách đấy.
ngày xưa là nó thấy thế bắt đầu khoảng 7 giờ ấy, thì nó đi vòng qua cái núi đây, nó có cái đường sắt, thì có một cái tăng nó đậu ở dưới pháo đài đây, đấy, có một cái tăng nó đậu ở đây, của Trung Quốc nó đã bò vào đây rồi, đấy, nó bắn phát thứ nhất là vào đuôi cái tàu hỏa, thế xong là trượt nó bắn phát thứ hai lại trượt đầu tàu hỏa, thì cái tàu hỏa lại đi qua được cái khúc cua khuất núi thì nó thôi, thì hôm đấy là tôi được biết là một anh lái tàu bị chết, đấy, thì pháo của Trung Quốc ở đây. Trong khi đó dân chúng ở đây đều không biết, tại vì tôi là con người đã trải qua bom đạn, tôi biết cái tiếng sấm với tiếng pháo, tôi biết đấy, tôi ngửi thứ mùi khói súng, tôi biết đấy, nhưng mà bà con các thứ ở đây vẫn sinh hoạt bình thường, biết ô tô khách vẫn đi bình thường đấy, à, như thế. Vâng, tháng 2 năm 79 thì nó cũng còn bé, mà thật sự cái cuộc chiến xảy ra ở trên pháo đài thì không được có mặt mà tham gia, đang sơ tán ở trong làng. Thì qua cái thời gian tìm hiểu trên mạng cũng có gặp gỡ lại một số anh em của C42 đã từng đóng quân ở trong làng và lên chốt giữ ở cái giải giấy pháo đài này. Và sau khi gặp gỡ và tìm hiểu lại thì mới hiểu biết thêm được về cái pháo đài Đồng Đăng mình đã từng xảy ra những cuộc chiến rất dữ dội và hy sinh đổ máu cũng rất là nhiều. Thì đến ngày hôm nay ấy, thì cùng với số anh em còn lại của C42 lên trên pháo đài này để tìm hiểu thêm và tưởng niệm lại các đồng đội đã hy sinh vào những ngày tháng 2 năm 79. Thì nhân đây cũng xin các quý vị hãy cố tìm hiểu một giai đoạn lịch sử đau thương của dân tộc, những mất mát, những hy sinh rất lớn của những người lính chốt giữ biên cương những ngày tháng ấy. Và cũng rất mong là chị Yến đã bỏ công sức lên đây để làm những cái công việc rất là ý nghĩa và nhân văn, mang đến cho mọi người sự hiểu biết thêm về lịch sử của dân tộc. Khi quân Trung Quốc rút rồi ấy, mình mới bắt đầu tìm hiểu và nghe những cái người lớn, thật sự là người lớn và những cái anh em bộ đội còn lại để người ta làm đến làm công tác tử sĩ ấy, người ta kể lại cho mình nghe và mình mới hiểu được. Nó cũng giống như là cái pháo đài mình ấy, thì nhiều khi là cái chỗ nào mà đánh nhau mà vào trong thật sự vào trong cuộc chiến ấy thì nó xảy ra nhiều cái nó đau thương lắm. Thế còn nhưng mà dân ấy chỉ vào chạy vào trong hang đá mà không có cái đánh trả nhau với Trung Quốc ấy thì hầu như là dân cũng an toàn, cũng không có gì lắm. Nhưng mà vẫn có những người phải thiệt mạng vì đạn lạc rồi nhầm bắn nhầm rồi các thứ, thì loạn quan loạn quân chả biết đâu quân ta quân mình, cho nên là cũng hy sinh, cũng mất mát nhiều. Và cái làng tôi ở ấy là nó bị rơi vào khoảng độ 3-4 căn nhà là bị trúng pháo, và tổng số cái người chết ở trong làng khoảng độ 9 người, trong đó họ tôi là mất 7 người. Chính quyền cũng đã họp dân và phổ biến là sơ tán, nếu mà xảy ra chiến tranh thì sơ tán theo đường nào. Nếu như mà những người mà thực hiện theo cái đường cái chỉ đạo ấy thì hầu như là không có bị mất mát gì, nhưng mà những người mà quá hoảng loạn chẳng hạn chạy ngược từ cái làng lên cái đồi đằng sau ấy là có bộ đội ấy, thì ở bên này Trung Quốc nó bắn sang thì cũng chết nhiều. Ví dụ như là bà thím tôi là bị mất đúng cái ngày trưa sáng ngày hôm 17/2, thì bà ấy mất là bà ấy bị thương. Lúc ấy em con chú rồi nó còn bé, nó không hiểu, mẹ nó bị nằm đấy mà nó không biết. Em sau gọi mẹ nó không thấy nữa thì nó bắt đầu nó quay về làng nó đi, thì nó lại về nó gặp bà chị nó, thế là hai chị em dẫn nhau cứ thẳng đường cái đi vào trong người quen thì mới thoát được. Thực ra thì sáng hôm mới có chạy đi thì cũng em có nhìn quay lại cái chốt mà mỏ một của anh Hồng anh ấy chốt giữ ở đấy ấy, thì đúng thật sự ra là sáng hôm mới nhìn thấy cái xe tăng nó bò từ bên dưới này lên đang lên dốc đi lên. Đấy là cái hình ảnh thật nhất là mình biết được về cái chiến tranh, còn sau đấy thì mọi cái quay về thì mới thấy cái những cái đau thương khác thì mới nhìn thấy, chứ còn thực sự cuộc chiến lúc ấy mình chỉ cảm nhận ở cái tuổi nhỏ ấy là mình chỉ cảm nhận được cái đấy là có xe tăng nó lên cái chốt ấy, mà cảm thấy nó
nó khốc liệt, nó cuộc chiến nó thật sự là khốc liệt. Đây, đúng là cái cửa của nó ngày xưa ở đây này, đi vào đây này nó còn có những cái này, hành lang các thứ này vào này. Ở chỗ này em bọn em vào là vào từ đây nhá, bắt đầu có cái vào chỗ kia. Vâng, đi vào cái kia xong rồi mới đi vào cái khu kia kìa, nó mới có đường đưa bọc pháo nó đánh ở đấy. Thế cái tường này thì là như thế nào đối với pháo đài? Cái tường này thì em nghĩ nó chỉ là cái tường để che chắn cái đỡ cái đất trên này. Vâng. Tức là cái pháo đài này chỉ có tầng 1 là xây ở dưới thôi. Còn tầng 2 là người ta đổ đất lên, người ta xây trong một đổ đất lên. Đấy, cho nên là người ta xây cái này để chắn đất. Trong này nó bao tầng em biết không? 3 tầng. 3 tầng, thôi nói. Vâng, thì cũng thì là đấy, cái hồi xưa là đúng ra là ông nội em là ngày xưa là đi lính giọng cho Pháp, là lên có lên gác ở cái pháo đài này. Cái pháo đài này thì nó có hai bộ phận, một bộ phận là của lính Pháp, thì nó ở cái pháo đài bên này nhá, nguyên là của Pháp, chứ còn vắt răng bên kia ấy, tức là lúc đấy mình đi qua có một cái bãi bằng không, có một cái mỏm ấy, là lính giọng đóng ở đấy. Đấy, cho đóng chắn bên dưới đã. Đóng chắn bên dưới, gác mà. Rồi. Còn sau dưới, bên dưới, tí nữa chị em mình đi xuống ấy, có mấy cái tường đá nó xây kiểu như này ấy, thì ngày xưa nó gọi là trại con gái. Đấy, trại con gái để làm gì? Tức là bọn gái đến mua vui cho lính. Đấy. Thì ở Đồng Đăng có một bà ngày xưa cũng là ở cái trại này ra. Bà ấy còn không, bà ấy chết rồi. Bà ấy lấy chồng ở Đồng Đăng. Lấy chồng Đồng Đăng thì xong bà không có con. Xong bà mới nhận con nuôi. Ở ngay đúng chợ, ngay chỗ cạnh cái nhà văn hóa ấy, cũng là nhà văn hóa của chợ ấy. Thì bây giờ bà ấy mất rồi. Từ cái thời bà ấy phải từ thời ông nội em 19 sinh 1977 mà.